5 câu chuyện cuộc đời, 5 bài học ý nghĩa, nghe xong khó quên. Mỗi lần được nghe hoặc đọc được một câu chuyện cảm động nào đấy, không biết bạn có như tôi, luôn có một cảm xúc thật khó tả. Có lúc cảm thấy day dứt trong lòng, đau đáu nơi lòng ngực mà nước mắt trực trào. Đọc những câu chuyện về con cái bỏ mặc rồi đối xử với cha mẹ không ra gì, lại nghĩ đến mình của mấy chục năm sau sẽ ra sao. Rồi khi đọc được câu chuyện kiểu giọng văn của người miền Nam, có cách xưng hô tí má, anh em thì xưng hai với Út, là tự nhiên thấy ấm áp vô cùng. Nói vậy chứ, mỗi một câu chuyện, dù đối với người này hay người kia, không hay đi chăng nữa, thì Phương Anh rất mong quý vị và các bạn đều đón nhận chúng. Bởi nếu nó không thật sự có nhiều ý nghĩa được truyền đạt, thì hãy nghe chúng như một hình thức để giải trí quý vị nhé. Ngày hôm nay, theo khung giờ đọc truyện quen thuộc, Vân Anh xin gửi tới quý vị và các bạn 5 câu chuyện cuộc đời, tuy ngắn nhưng lại ẩn chứa nhiều bài học ý nghĩa. Cùng nghe để cảm nhận nhé! Câu chuyện thứ nhất, ngậm đắng bỏ làm ngọt. Sau mấy chục năm làm công chức, ăn dè tiết kiệm, ông bà Tâm cũng xây được ngôi nhà 2 tầng khá khang trang giữa làng quê. Ông bà nghỉ hưu chưa ấm chỗ thì vợ chồng con trai ở thành phố về thuyết phục ông bà bán căn nhà ở quê. Được bao nhiêu cho họ mượn để mua chung cư và đón ông bà lên ở cùng. Lúc đầu ông Tâm không đồng ý vì bao nhiêu năm gắn bó với mảnh đất quê hương, giờ bỏ làng bỏ xóm lên thành phố ở kể cũng nhớ lắm. Nhưng hết con trai lại đến con dâu ra sức năn nỉ với đủ các lý do khiến ông cũng mũi lòng. Nào là bố mẹ có tuổi rồi, lỡ nay ốm mai đau cần ở bên con bên cháu cho tiện các con chăm sóc. Nào là nhà đất ở quê bây giờ đã có giá, bố mẹ bán đi cũng được nửa giá căn hộ chung cư chúng con muốn mua. Chúng con ở nhà thuê mấy năm rồi, tiền thuê nhà và thuê người trông trẻ nhiều hơn cả tiền lương của bố mẹ cộng lại. Bà Tâm nghe vậy tiếc tiền xót ruột lắm, một mực động viên ông Tâm bán nhà để con trai mua nhà chung cư và ông bà lên thành phố trông cháu. Duy chỉ có người con gái của ông bà lấy chồng làng là không đồng ý với lý do bố mẹ bán nhà đi như thế, mỗi khi chúng con muốn cho các cháu về nhà ngoại thì biết về đâu. Bà Tâm xuê xoa, thì lên thành phố chứ đi đâu. Anh trai cô lên tiếng, cô là gái lấy chồng hưởng phận nhà chồng, không nên can thiệp sâu. Không làm thế nào được, con gái ông bà Tâm đành nín nhịn, chỉ ấm ức trong lòng. Lên thành phố được mấy tháng, ông Tâm đã thấy bí bách vì hầu như cả ngày ông bà ở trong 4 bức tường, không khác gì cái tù giam lỏng. Buổi sáng, ông đi bộ đưa cháu lớn đến trường, buổi chiều khi cháu tan học thì ông đi đón. Ở thành phố, ai cũng cuốn vào công việc. Hàng xóm láng giềng gặp nhau ở cầu thang máy chỉ gật đầu chào chứ không chuyện trò thân mật như ở nhà quê. Mấy ông ở cùng tầng chung cư tầm tuổi ông Tâm đã nghỉ hưu nhưng cũng kiếm việc làm thêm. Người thì sửa xe, người thì làm bảo vệ. Họ không vướng bận các cháu nên không chịu ăn không ngồi rồi. Thành ra ông Tâm chỉ có chiếc tivi làm bạn. Bà Tâm thì ở nhà vừa trông cháu bé vừa dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và cơm nước. Thằng bé lười ăn lại hay quấy nên bà phải đánh vật với nó. Vợ chồng anh con trai của ông thì đi từ sáng đến tối mới về, trưa ăn cơm tại cơ quan. Hôm nào bà Tâm không nấu ăn sáng thì anh chị dắt nhau đi quán ăn. Từ ngày có ông bà lên trông cháu, cô con dâu dần dà về muộn hơn. Lúc ấy cơm tối đã được bà Tâm đậy lòng bàn cẩn thận, các cháu đã được tắm rửa sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, quần áo của ai đã để vào tủ của người ấy. Thành ra con dâu ông bà chẳng phải mó tay vào việc gì ngoài việc một tuần đi siêu thị một lần mua đồ ăn tích sẵn trong tủ lạnh. Ở quê đang ăn đồ tươi, rau sạch ngoài vườn quen rồi, ông bà Tâm cảm thấy thèm bắt canh, quả cà mà cũng khó. Muốn nhắc nhở trực tiếp thì ngại vì ông bà sợ con dâu phật ý cho rằng mình đòi hỏi, không khí gia đình sẽ căng thẳng. Mà nhắc nhở con trai thì anh bảo, vợ chồng con bận lắm, về muộn là chuyện bình thường. Bố mẹ làm được việc gì thì làm, không làm được thì bố mẹ cứ để đấy, ăn uống thì dần dần bố mẹ sẽ quen thôi.
nhiều lúc nhớ nhà, nhớ quê, bà Tâm lại gọi điện tâm sự với con gái. Biết bố mẹ vất vả lại không vui, cô con gái nửa đùa nửa thật. Bây giờ đích thị bố mẹ là ô sin rồi nhé, mà không được bằng ô sin ấy chứ, vì ô sin hàng tháng còn có lương, ngày lễ thích nghỉ về quê chơi cũng không được nữa rồi. Nghe con gái nói như vậy, bà Tâm chạnh lòng lắm, nghĩ bụng, chắc nó nghĩ mình còn nhà đâu mà về quê. Bà kể lại với ông thở dài, thôi bây giờ thì trách ai, bà cũng thích lên thành phố ở cơ mà. Khi cháu thứ hai đi mẫu giáo, ăn bán trú ở trường như cháu lớn thì ông bà Tâm bớt việc nhàn hơn. Chị con dâu bắt đầu than vãn về chuyện chi tiêu tốn kém. Nào là tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền đóng học cho con, tiền dịch vụ ở chung cư. Một lần vô tình ông bà nghe thấy thì không sao, nhưng nhiều lần ông bà cảm thấy con dâu cố tình kêu ca thì ông bà bắt đầu suy nghĩ. Ông giục bà từ nay đưa lương của một người cho con dâu chi tiêu. Thế mà lúc bà ốm, không những chỉ có mình ông trong bà ở viện, mà ông còn phải bỏ số tiền lương để dành trả tiền viện phí cho bà. Ông thầm nghĩ, mai mà mình chưa đưa hết ruột gan cho chúng, nếu không lại ngửa tay xin con dâu từng đồng. Sau nhiều đêm mất ngủ, ông bà Tâm quyết định trở thành phố để về quê ở, sống những tháng ngày thanh thản tuổi già vì các cháu lớn rồi, không cần ông bà trông nom nữa. Ông bà ân hận vì đã bán ngôi nhà mà suốt đời mình tạo dựng. Nếu có tiền, nay cũng không chuộc lại được, huống chi có bao nhiêu của cải ông bà cho con trai hết rồi. Giờ về quê mà phải nương nhờ nhà con gái thì mặt mũi nào ngẩng lên với dân làng. Ông Tâm đành bàn với con trai đưa ông ít tiền để ông mua mảnh đất nhỏ, cất một ngôi nhà ngói ba gian làm nơi thờ tự tổ tiên và để ông bà có chỗ chui ra chui vào. Vậy mà anh con trai thản nhiên. Bố mẹ đã quyết về quê thì vợ chồng con cũng không giữ được, nhưng hiện tại chúng con không có tiền, hay là bố mẹ vay tạm ngân hàng, thế chấp bằng sổ lương hưu của bố mẹ vậy, khi nào có tiền chúng con sẽ trả. Ông bà Tâm đành ngậm ngùi, không nói đi nói lại nửa lời. Nhưng chuyện gì ở cái làng quê bé nhỏ này cũng đến tai mọi người hết. Ai nấy đều bảo, nước mắt chảy xuôi mà. Từ đó không có ông bà nào dại dột bán nhà lên thành phố trông cháu nữa. Người thì khóa nhà để đó một thời gian, người thì tuyên bố thẳng, muốn ông bà trông cháu hộ thì đem cháu về quê, chứ ông bà không đi đâu hết, chả ở đâu bằng ở nhà mình. Câu chuyện thứ hai, người chị dâu năm ấy. Chị đã mất, chú về ngay. Sau chuyến đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, bức điện của ông anh trai như một cú sét làm tôi bàng hoàng. Là con trai út trong một gia đình đông anh em, sự ra đi mãi mãi của những người trên là lẽ tự nhiên, nhưng cái tin về người chị dâu cả mất đi là điều tôi không bao giờ ngờ tới. Không ai có thể quen được với sự vắng bóng của những người thân yêu. Với tôi, từ khi còn thỏ ấu thơ, chị là người chị gái, người mẹ, là cô tiên dịu hiền với những khả năng vô biên, là người không thể vắng bóng trong cuộc đời. Tôi vội vã lên chuyến xe sớm nhất về quê. Chiếc xe khách ì ạch đổ tại chợ huyện. Tôi quậy quả xách túi thả bộ trên con đường về làng. Quê tôi nghèo, nằm ven sông Hồng, lại là vùng đất giữa. Mỗi lần đi chợ phải dậy từ tờ mờ sớm. Tôi bồi hồi đếm từng bước chân, nhớ đến ngày nào vẫn hay theo chị đi chợ. Mẹ tôi bảo, mày theo chị làm gì cho quẩn chân? Tôi thì cứ nhõng nhẽo đòi theo. Còn chị thì cưng chiều tôi nhất nhà, sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi rất trẻ con của tôi. Chị gánh trên vai một gánh khoai nặng mà vẫn đi nhẹ nhàng, miệng nhai trầu bõm bẽm. Ở quê tôi, các cô gái đã có chồng rồi đều ăn trầu. Có lần đi chợ sớm, tôi gà gật đẻo đẻo chạy theo chị. Tới lúc tôi mỏi chân theo không kịp, chị cõng tôi trên vai. Và tôi thì ngã đầu trên bờ vai chị, ngủ ngon lành cho tới chợ. Sau này lớn lên, dù đã đi dọc ngang đất nước, mỗi khi bước chân trên con đường đê về làng, lòng tôi vẫn hối hả, gấp gáp, tưởng như mình bé lại. Với tôi, làng quê gắn bó với những kỷ niệm thuở ấu thơ, gắn bó với hình ảnh chị. Người phụ nữ mảnh mai, luôn nhai trầu tươi rói, có sức mạnh dẻo dai đến kỳ lạ,
và tấm lòng mộc mạc thơm thảo như khoai sắn. Ít ai thấy người phụ nữ tần tảo ấy ngơ tay từ sáng cho đến tối khuya. Không, tôi không tin những người như chị không thể mất. Chỉ chút nữa thôi, khi tôi về đến nhà, tôi sẽ gặp lại chị đứng ở đầu ngõ với câu hỏi muôn thuở: chú đã về đấy ư? Câu hỏi quen thuộc thay cho lời chào của chị không tỏ ra vồn vã, không khách sáo, nhưng âm điệu của giọng nói bao giờ cũng làm khóe mắt tôi cay cay. Tôi biết từ trong nhà chị đã nhìn thấy tôi từ xa. Chị đã đón tôi ở cổng để tỏ nỗi vui mừng bằng một câu hỏi rất mộc mạc: khoai luộc và mật ong phần chú trong chạn ấy. Lần nào cũng vậy, chưa cần hỏi thăm, chị đã có một thứ gì đó phần tôi. Khoai lang là đặc sản vùng quê tôi, củ lớn, vỏ đỏ ao, khoai luộc lên, bẻ ra bở tơi, hạt lấm tấm mịn màng như hạt phù sa, ăn vào ngon ngọt như tấm lòng thơm thảo của người dân quê. Tuy đã được nếm nhiều món cao lương mỹ vị ở đời, nhưng bao giờ tôi cũng ăn không biết chán món khoai lang chấm mật ong chị dành phần tôi. Với chị, tôi luôn luôn vẫn là đứa em bé bỏng ngày nào. Ăn xong đi tắm đi, quần áo để đấy chị giặt cho. Câu nói ấy sao giống của mẹ tôi thế. Mẹ tôi và chị, hai người phụ nữ gắn bó với nhau, giống nhau kỳ lạ. Cây đa đầu làng như một già làng với bộ râu tu tủa quanh thân đã chờ đón tôi từ đằng xa. Bóng đa mát rợp một khoảng đất rộng, chồm ra cả những thửa ruộng mới cấy. Cây đa cổ kính khiến mỗi lần tôi đi qua phải dừng lại một phút như để trút hết bụi trần trước khi trở lại là đứa con của dân làng. Chú đã về đấy ư? Tiếng gió thoảng qua như tiếng chỉ khiến lưng tôi ớn lạnh. Ngôi mộ của ai nằm kia mà còn nguyên màu đất, vòng hoa chưa kịp héo. Không lẽ chị tôi nằm đấy ư? Không, tôi không tin. Chỉ ít phút nữa về đến nhà, chị sẽ đón tôi ở cổng như những ngày nào. Tôi tập tễnh bước, lòng thầm mong bức điện kia chỉ là sự nhầm lẫn. Chú về đấy ư? Lòng tôi rung lên, chân tôi muốn khuỵu xuống khi đón tôi không phải là chị mà là anh trai. Như một sự vô tình, anh lặp lại câu hỏi của chị mỗi khi tôi về. Hay giờ đây anh thay chị thể hiện tình cảm mộc mạc với đứa em trai? Tội nghiệp mới đó mà anh tôi đã già sọp, lưng còng xuống, đôi mắt ngơ ngác như gà lạc mẹ. Anh vẫn chưa quên với sự thiếu vắng bóng hình chị. Anh nắm lấy tay tôi, mái tóc bạc trắng rung rung. Chị mất rồi em ơi, khổ anh quá. Ngày ấy tôi còn nhỏ xíu, tôi ngạc nhiên thấy hôm ấy nhà tôi ai cũng bận rộn, vui vẻ. Tôi nhõng nhẽo bám theo anh trai, khuôn mặt tươi rói trong bộ quân phục mới. Mấy hôm trước, nghe anh nói sắp vào Nam chiến đấu, mẹ đã khóc suốt, vậy mà sao hôm nay cả nhà vui thế? Anh cười dí tay vào trán tôi. Em sắp có chị dâu. Tôi nhăn mặt, tôi không thích chị dâu. Trong ý nghĩ tôi, hình ảnh mụ dì ghẻ độc ác, người con dâu nanh nọc trong các câu chuyện kể còn vương vấn. Và lại, không có chị dâu thì tôi đã có khối anh chị rồi. Khác với trí tưởng tượng của tôi, chị dâu tôi như một cô bé mới trưởng thành, dường như chị mới bỏ chơi chuyện, chơi ô ăn quan để đi lấy chồng. Ngày ấy anh tôi 22 tuổi, còn chị tôi 18 tuổi. Ngay ngày đầu, chị đã là cái cớ để chúng tôi trêu chọc. Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, từ trong buồng bước ra, nhìn thấy ba mẹ tôi ngồi ở bàn uống nước, chị nhanh nhẩu. Cháu chào hai bác mới sang chơi à? Rồi sực nhớ ra, chị mất cỡ chạy phục vào bếp. Ba tôi phì cười, còn mẹ tôi thì lắc đầu. Con gái gì mà vô ý? Chỉ có vậy thôi mà chị ngồi dưới bếp khóc suốt. Sau đó 3 ngày, anh tôi đi biền biệt, trong nhà ba tôi là người hay binh vực chị nhất. Còn mẹ tôi thì vẫn hay xét miết những ngày đầu như những bà mẹ chồng nhà quê. Tôi ngồi xuống bậc cửa, lòng thổn thức, mới đấy mà đã hơn 30 năm. Chị gắn bó với gia đình tôi, đồng cam cộng khổ. Quê tôi đồng đất ít, gặt được đấu thóc, phải đổi cả đấu mồ hôi. Ba mẹ tôi ngày càng già yếu đông con, chị là lao động chính. Suốt ngày quần quật ngoài đồng, chiều về lại túi bụi việc nhà.
Riêng việc biết dọn và chăm sóc lũ em chồng là chúng tôi cũng khiến chị mệt nhoài. Chúng tôi sắp hàng chờ chị dội từng gáo nước, tắm cho từng đứa, dỗ dành lúc đi ngủ, lúc dành ăn. Tới bữa cơm, sáu đứa tuổi ăn tuổi lớn cứ rào rào như tầm ăn rỗi. Chị ngồi ở đầu nồi xới cơm, chúng tôi cứ nhắm nhá nhau, thi nhau ăn cho thật nhanh để chị bát cho chị xới. Đến khi chúng tôi ăn no thì chị chưa xong một bát và nồi cơm đã cạn đáy. Có lần tôi phát hiện trong túi áo chị có một cục cơm cháy. Tôi dọa chị sẽ mét mẹ. Chị đã ôm lấy tôi và khóc. Sau này tôi mới hiểu, mỗi bữa cơm chị chỉ kịp ăn xong một bát thì cả nhà đã ăn xong, không dám ngồi đến cuối bữa, chị phải cất cơm cháy vào túi để ăn dần. Tôi cũng có biết đâu rằng bao đêm chị khóc âm thầm trong cảnh chồng xa vắng, chịu những lời trách móc, những quan hệ họ hàng phức tạp. Con dâu trưởng họ với làng xóm vẫn là một chức danh, chỉ có trách nhiệm nặng nề. Từ dỗ chạp, đình đám cho đến chăm sóc gia đình nhà chồng, mọi việc đều do tay chị lo liệu với một sự hy sinh âm thầm vô bờ bến. Chúng tôi lớn lên, dựng vợ gả chồng cũng có chị. Cha mẹ tôi già yếu mất đi cũng chị lo toan. Dường như những biến cố lớn lao trong gia đình tôi, những lúc khó khăn nhất, bao giờ chị cũng là người đứng ra đương đầu với một thái độ tự tin bình thản, coi như đó là trách nhiệm chính của chị. Trong bức tranh toàn cảnh của gia đình tôi, nếu không có chị, chắc hẳn bức tranh ấy sẽ mờ nhạt lắm. Một lần, hồi cha tôi đã mất, tôi về quê giữa lúc làng tôi đang mất mùa. Mẹ tôi đã hơn 70 tuổi. Thấy tôi về, chị mừng rỡ mổ một con gà duy nhất còn đang đẻ. Mâm cơm chỉ có 3 người, nồi cơm phía trên độn toàn là khoai. Chị xới 2 bát cơm cho tôi và mẹ, dành cho mình toàn là khoai. Tôi ngạc nhiên, các cháu đâu hết rồi? Ôi, chúng nó ăn no đi học hết rồi. Khi chị đi xuống bếp, mẹ tôi mới nói, tội nghiệp con mẹ cả, suốt một tháng nay có bữa nào nên mâm nên bát đâu. Cả nhà chỉ có mỗi mình mẹ là được ăn cơm, còn mẹ con nó toàn ăn khoai ăn ngô. Mẹ bảo nó ráng mà ăn uống có sức khỏe còn nuôi con. Mẹ già rồi, ăn uống thế nào cũng được, chết cũng chả sao. Nó bảo, bà chỉ nói linh tinh, bà còn sống ngày nào chúng con còn nhờ ngãi. Nó nói vậy chứ mẹ có giúp được gì cho nó nữa đâu. Nói rồi bà khóc, miếng cơm nghẹn đắng trong cổ tôi. Tôi đã nghe chuyện xưa có người con dâu cắt thịt mình nuôi mẹ chồng, nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Còn chị dâu tôi, khi mẹ tôi sắp mất, con cháu về đông đủ cả, chúng tôi xúm quanh giường chờ xem bà có trối trăng điều gì. Mẹ tôi nhìn qua con cháu một lượt rồi hỏi, mẹ cả đâu? Đợi cho chị tất tả từ dưới bếp chạy lên, bà mới nói, các con phải thương yêu nhau, nghe lời chị cả, nó thay mẹ. Rồi bà xòe bàn tay nhăn nheo ra bảo chị, con nhổ một miếng nước bọt vào tai mẹ đi, mẹ đỡ nhớ con. Một giọt nước mắt lăn trên thái dương, rồi mẹ tôi nhắm mắt. Cho dù ba tôi trước kia hay trách mẹ tôi xiết miết con dâu, nhưng cho đến lúc chết bà vẫn là người thương chị nhất. Phải chăng sự đồng cảm vẫn làm dâu của người phụ nữ suốt đời hy sinh vì chồng con khiến bà hiểu và thương chị nhưng không nói ra? Chị của chú bị u ác tính, đau có 3 ngày rồi mất. Tối đó, dưới ánh đèn hiu hắt, anh tôi kể, khuôn mặt của ông đại tá già suốt bao năm vào sống ra chết vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng trước sự ra đi mãi mãi của vợ. Tôi nghĩ lại mà ân hận quá chú ạ. Suốt hơn 30 năm, tôi chỉ quen với sự hy sinh âm thầm của cô ấy. Đến lúc chị chú đau, tôi vẫn chủ quan, bởi trong ý thức tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể ốm. Cho tới lúc bệnh viện họ trả về, tôi mới cuống lên, chả biết làm gì nữa. Trước lúc mất, cô ấy tỉnh táo lắm, gọi tôi ra giường bảo, mình nằm xuống đây với em, có chuyện này em muốn nói với mình. Tôi chịu ý nằm xuống cạnh cô ấy. Vợ chồng già, con cái lớn hết rồi, còn âu yếm gì nữa. Nhưng cô ấy cứ ôm chặt lấy tôi hồi lâu rồi nói, mình à, suốt chừng ấy năm là vợ chồng, mình có giận em điều gì không?
tôi lắc đầu, mà trong lòng chỉ muốn khóc thật to. Làm sao tôi có thể giận cô ấy, trong khi cô ấy đã thay tôi gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà từng ấy năm. Em không qua khỏi được đâu, em chỉ ân hận không chăm sóc được mình lúc tuổi già. Em có mong ước cuối cùng này, nhưng nói ra mình đừng cười em nhé. Thề của trời đất, lúc ấy tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đáp ứng được mong ước cuối cùng của cô ấy. Tôi đã phạo sống ra chết, đã có quyền cao chức trọng, đã ra nhiều mệnh lệnh, làm sao lại không thực hiện được ước nguyện cuối cùng của vợ. Vậy mà tôi đã sụm xuống, tưởng như chết chức khi nghe cô ấy nói. Em chưa bao giờ được nghe mình nói anh yêu em cả. Nhưng mà lúc nào tôi cũng yêu mình, tôi có điều gì không phải với mình đâu. Tôi lắp bắp, em biết mình thương em, mọi người thương em. Trước khi còn trẻ, mình đi biện biệt, đến khi về thì đã già rồi. Nhưng em vẫn muốn nghe một lần mình nói câu ấy. Nói rồi cô ấy ngượng ngùng áp mặt vào vai tôi khóc. Còn tôi không thể khóc được nữa. Lòng tôi tê tái đau đớn. Tôi lấy chị chú chưa kịp yêu đương, chỉ vài lần biết mặt, đang ở trong quân ngũ, lại chiến tranh ác liệt. Trước khi đi Nam, gia đình bảo lấy vợ cho cha mẹ yên tâm. Mình hồi ấy còn trẻ, thấy nó lấy vợ cũng thinh thích, thấy cô ấy cũng hay hay con mắt, thế là cưới. Về sống với nhau mới nảy sinh tình cảm, mới yêu thương. Nhưng tôi đi suốt năm suốt tháng, mỗi lần về phép, vợ chồng lại thấy ngượng ngùng như lần đầu mới gặp. Đến khi vợ chồng mới quen hơi bén tí thì lại hết phép. Khi về hưu được ở gần nhau thì đã thành bà thành ông rồi, còn âu yếm anh em như lúc trẻ thế nào được nữa. Vả lại tôi quen tác phong quân sự rồi, cứ nghĩ vợ chồng sống có nhân có nghĩa là đủ, cần gì lời nói. Tôi đã làm chính trị trong quân đội 30 năm trời, đã làm đến chức đại tá, tưởng đã hiểu về con người. Vậy mà cuối cùng vẫn chỉ là một lão già đầu trọc, chả hiểu gì về phụ nữ, về vợ mình cả. Hơn 30 năm chị chú mòn mỏi chờ chồng, vất vả hy sinh âm thầm, chỉ mong ước nghe một câu dịu dàng khen ngợi của chồng. Và suốt đêm đó tôi cứ ôm lấy cô ấy mà thì thầm mãi câu anh yêu em. Lần đầu tiên trong đời tôi mới nói được câu ấy, và cũng là lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là tình yêu, tình chồng vợ. Tôi cứ ôm lấy cô ấy mà kể lan man những điều mà lẽ ra tôi phải nói ra 30 năm trước. Sáng ra tôi mới nhận thấy thân thể cô ấy đã cứng lạnh, đôi môi phảng phất một nụ cười, bàn tay nắm chặt chiếc lược đã mòn vẹt. Chiếc lược là mảnh xác máy bay tôi tặng cô ấy ngày cưới, và đấy cũng là món quà duy nhất trong đời tôi tặng vợ. Anh tôi khóc, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt héo hắt, mái tóc bạc trắng rung bần bật. Không có gì khổ não hơn trước cảnh một ông già khóc vợ. Khóc khi hiểu ra giá trị thật sự của tình yêu, khi nó không còn nữa. Khóc cho nỗi ân hận xót xa trước những lỗi lầm mà mãi mãi không lấy lại được. Tôi lập cập thắp nén nhang trên bàn thờ chị, đứng tựa lưng vào tường. Nhưng đâu phải chỉ mình anh tôi có lỗi. Sự xa cách, cuộc chiến tranh đã cuốn hút tâm trí con người. Nó bắt buộc người ta phải dồn nén tình cảm cá nhân, tạm gác một bên những mong ước đời thường. Cuộc chiến tranh đã làm cho bao người ngã xuống, để lại bao nỗi đau, và cuộc chiến ấy cũng tạo nên biết bao những anh hùng. Nhưng phía sau những anh hùng ấy là những người phụ nữ như chị dâu tôi. Họ yêu thương mòn mỏi trong chờ, hy sinh tất cả. Họ không cần đến những tấm huân chương, những chức vị, mà chỉ ước ao một câu nói dịu dàng của người chồng. Câu chuyện thứ ba, một chuyến đi xa. Cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, anh không tin được dù đó là sự thật. Đất trời như sụp đổ dưới chân anh, bao nhiêu hoài bão ước mơ đều tan tành theo mây khói. Thời gian chẳng còn được bao lâu nữa, phải tranh thủ từng giây từng phút bên người thân. Sau buổi cơm chiều, anh ngồi xuống ân cần hỏi thăm vợ. Em à, mấy lần này anh có làm điều gì cho em buồn không?
cô kìa, sao anh nói gì vậy? Bấy lâu nay hai vợ chồng mình hạnh phúc mà. À, anh dự định sẽ đi du lịch nước ngoài, trước mắt là các nước Đông Nam Á. Chi về anh? Thôi anh ạ, tốn kém lắm. Để thứ bảy hay chủ nhật nhà mình ra Vũng Tàu, sáng đi chiều về được rồi anh. Em à, từ lúc lấy em rồi tới nay anh không còn mua hoa tặng em như hồi hai đứa mình mới quen nhau. Dạ thôi anh ơi, tặng hoa hay tặng quà là lúc còn bộ bịch với nhau kìa, chứ bây giờ tụi mình là vợ chồng già rồi, tặng chi cho tốn kém. Tiền đó mình còn nhiều việc phải làm. Em hãy lên kế hoạch đi. Tụi mình sẽ đi du lịch qua Singapore, đảo Bali của Indonesia hay là Malaysia cũng được. Anh muốn được tận hưởng tất cả những phút giây êm đềm đầy kỷ niệm cùng với em. Bộ có chuyện gì không anh? Sao hôm nay anh lạ quá? Em cứ lên kế hoạch, tuần sau là đi được rồi. Dạ, để mà em tính. Hôm nay anh ấy làm sao vậy? Chắc có chuyện gì anh giấu đây. Thôi, để từ từ mình sẽ tìm hiểu. Trước mắt là đăng ký tour du lịch cho anh ấy vui. Nói rồi cô vợ gọi điện thoại đăng ký tour du lịch. Suốt thời gian đi chơi tại Singapore, anh vô cùng vui vẻ cùng vợ tham quan nhiều nơi. Thỉnh thoảng, cô vợ thấy anh đăm chiêu lo lắng điều gì đó, nhưng anh vẫn cố tạo ra niềm vui cho cô vợ, cho chuyến đi hoàn toàn mỹ mãn. Sau chuyến đi du lịch về, sức khỏe anh có phần sa sút. Có những đêm, anh thức trắng không tài nào ngủ được. Là người vợ, chị đã cảm nhận được sự bất an này. Rồi một hôm, anh nhìn qua khung cửa, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay đưa cho cô vợ đọc. Chị không tin vào mắt của mình sau khi đọc kết quả. Sống mũi cay cay, chị nghẹn ngào hỏi anh. Anh à, anh đã đi xét nghiệm nhiều nơi chưa anh? Rồi em à, nhà anh có di truyền, đó là định mệnh. Đó là tờ giấy báo tử, tức là bản xét nghiệm ung thư gan thời kỳ cuối, căn bệnh của thế kỷ. Nhà anh đã có di truyền từ ba đời để lại. Bây giờ đây chị rối quá, không biết phải xử lý như thế nào. Nhưng còn nước thì còn tát, có bệnh thì vái tứ phương tám hướng. Chị lập tức đưa anh đi điều trị, nhưng anh từ chối và cho biết anh đã đọc tài liệu, mọi nỗ lực về thuốc men và các phương pháp xạ trị hay hóa trị là vô ích. Việc cần làm bây giờ là tập thể dục, vui chơi giải trí và những việc cần làm cuối đời. Anh đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đi xa. Mấy năm trước, anh có hùng hạp mua đất cùng với người bạn. Đất đai trong thời kỳ lên cơn sốt nên cả hai kiếm được khá bộn tiền. Anh bỏ tiền vào ngân hàng để kiếm lãi hàng tháng. Ngoài ra, anh còn mở quán cà phê trà sữa, có thu nhập cũng rất ổn định. Có thể nói, anh đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi không bao giờ quay trở lại này. Đúng tháng sau, anh lên cơn đau dữ dội và trút hơi thở cuối cùng. Mọi việc đã tiên liệu như những gì đã biết trước đó. Ngày tiễn đưa anh về cát bụi, ai cũng bùi ngùi thương cảm. Đó là người bạn chí tình, luôn luôn sống hết lòng vì bạn bè. Đó là người hàng xóm vui vẻ hòa đồng với mọi người và là người chồng hết mực yêu thương vợ. Thường thì người tốt hay mất sớm, ai cũng nghĩ như vậy. Sau đám tang, chị dọn dẹp lại thư phòng và tìm thấy một chút thư để lại. Trong đó, anh căn dặn phải làm những việc mà anh đã chuẩn bị sẵn. Lúc sinh thời, anh là nhà kinh doanh làm ăn rất uy tín, rất tốt, nên khi mất đi, giới kinh doanh họ rất thương cảm, đi phúng điếu rất nhiều. Trong chút thư, anh căn dặn là cứ lấy tiền phúng điếu, lập nên hội thiện nguyện để giúp đỡ những bệnh nhân bị ung thư như anh. Những chiếc phong bì để lại trong đó, anh cũng ghi rõ số tiền, tên và địa chỉ người nhận. Chị cũng rất ngạc nhiên vì lâu nay anh làm gì chị ít để ý. Ngoài tiền lo cho gia đình ra, anh còn nhiều khoản chi bí mật, đôi lúc thật là khó hiểu. Nay thì bí mật dần dần lộ rõ. Lần theo địa chỉ trên bì thư, chị đã tìm được nơi mình đến. Đó là ngôi nhà cũ kỹ, cuối sâu trong hẻm. Bước vào nhà, có đôi vợ chồng già đang ngồi nói chuyện với anh. Thì ra, đây là thầy giáo cũ của anh. Mỗi tháng, anh đều đặn gửi ít tiền cho thầy để chữa bệnh. Bà giáo nắm tay chị rồi bật khóc. Tội nghiệp cậu ấy quá.
tháng nào cậu cũng ghé qua thăm vợ chồng tôi, gửi ít tiền và quà. Tôi nói cậu còn vợ con và gia đình, tôi không dám nhận đâu. Cậu ấy nói đã lo cho gia đình hết rồi, cái này là phần của thầy cô. Sao người tốt thường hay mất sớm quá vậy cô? Một phong bì khác cũng được gửi theo địa chỉ. Đó là căn nhà cấp 4 của người bạn từ thuở nhỏ. Anh làm thợ hồ, trong lúc thi công bị té giàn nên thương tích rất nặng. Ở nhà anh là lao động chính, nên từ lúc anh bị thương, cảnh nhà lâm vào túng quẫn. Hôm trước tụi bạn gặp nhau có nói về hoàn cảnh người bạn cùng xóm cũ này, nên chồng cô đã âm thầm giúp đỡ. Và trên tay cô là một số ít phong bì còn lại. Tất cả những nơi cô đến đều có những hoàn cảnh thương tâm. Họ là những người không may mắn trong cuộc đời này. Nay thì chị đã hiểu tất cả việc làm bí mật của chồng chị. Một ít tiền giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cuối cùng là tấm thẻ hiến xác cho bệnh viện. Có thể nói anh đã chuẩn bị khá kỹ cho chuyến đi xa này. Chị rất tự hào về anh, cho đến cuối đời anh đã làm tất cả những gì của tình người cao cả. Hôm chị cúng thức tuần cho anh, có cặp vợ chồng trung niên chạy xe Honda đến tìm nhà chị. Sau khi thăm hỏi, vợ chồng họ đến thắp nén nhang cho anh. Người chồng cho biết, mấy năm trước, do hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, mai nhờ có anh giúp đỡ, nay thì cuộc sống đã tốt hơn trước nhiều. Họ đem theo phong bì gửi lại số tiền năm xưa mà họ đã nhận, nay họ muốn gửi trả cho chị để giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn khác. Chị nhìn lên di ảnh của anh, và dường như anh nhìn chị mỉm cười mãn nguyện. Câu chuyện thứ tư, nỗi ân hận muộn màng. Anh hai là con trai duy nhất mà 30 tuổi vẫn độc thân, nên bà má tôi sốt ruột lắm. Hồi đó, tới tuổi băm mà chưa có gì, thì thế nào cũng xảy ra nhiều suy diễn, kiểu như chắc thằng đó kỹ tính quá. Đàn ông con trai mà bị mang tiếng kỹ tính thì coi như hết cứu. Chị em tôi lần lượt bấm còi vượt mặt, anh hai vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc kệ má tôi bồng bế cháu ngoại, nói gần nói xa, rồi hỏi thẳng. Tới chừng nào con mới chịu cho má bế cháu nội? Anh hai cười hì hì, trốn sự thúc giục của má bằng cách xách cưa và búa lên chùa. Ba má tôi là Phật tử, từ khi còn nhỏ, anh chị em tôi đã được ba má dắt tới chùa lễ Phật và tập làm công quả như quét sân, kết hoa vải, dọn dẹp trong những ngày lễ lớn. Nhà chùa đang chuẩn bị mở lớp học cho các em nhỏ lang thang. Bàn ghế thu gom từ các nơi cần được sửa chữa và anh hai đảm nhận phần việc này. Trong số các giáo viên tình nguyện đến dạy các em, có một cô dạy toán là người theo đạo Công giáo. Chuyện bắt đầu từ đây. Anh hai tôi thường xuyên lên chùa, nhưng không chỉ để làm công quả mà còn để đưa đón cô dạy toán. Bà má tôi cắn răng thở dài. Ông bà mong biết mấy được thấy con trai có đôi có cặp, nhưng khi có rồi thì vui không nổi. Con trai đầu có bổn phận cúng kính mà lấy vợ khác đạo thì làm sao? Anh hai biết tình yêu của mình gây khó cho ba má nên chẳng dám nói năng gì, cũng không dám đưa chị về chào gia đình. Tôi hỏi nhỏ, anh đã tới chào ba má chị chưa? Anh hai lắc đầu, tôi hiểu là bên đó cũng chẳng đồng tình. Hai gia đình biết rõ con mình thương ai nhưng làm như không biết. Thời đó chuyện yêu đương mà chưa có tiếng nói của người lớn thì coi như chuyện ngoài đường. Giả vờ như không biết, nhưng ba má tôi âm thầm theo dõi, thấy anh đưa chị đi lễ nhà thờ. Và bên ấy cũng thầm theo dõi, thấy chị theo anh lên chùa lễ Phật ngày rằm. Hai bên cùng thấy, cùng biết và cùng nín lặng chờ đợi. Chờ đợi gì cũng không rõ, có lẽ không bên nào muốn là phía đầu tiên thốt lời khiến con mình đau khổ. Mối tình của anh hai kéo dài đến năm thứ ba thì má tôi không kiên nhẫn được nữa. Con mình là con trai, lỡ có bề gì thì mang tiếng ác với con gái người ta. Má ra tối hậu thư, hoặc tình hoặc hiếu, anh hai cúi đầu chọn bên hiếu. Lựa chọn của anh hai khiến má mềm lòng, nhưng thật ra do âm thầm theo dõi
má đã sinh lòng mến thương người con gái hiền ngoan, vừa đẹp vừa nhân hậu, biết đến với trẻ em khốn khó. Được con dâu như vậy thì cũng đáng để má chịu lùi một bước. Má thuyết phục bà cho phép anh hai ngỏ lời với nhà bên đó, với điều kiện đạo ai nấy giữ. Ba má chị lắc đầu với lời phân tích ngọn ngành rành mạch là phải từ chối người con trai nghề nghiệp đàng hoàng, tính tình tử tế, hiền lành thì cũng tiếc lắm, nhưng mai này sinh con ra thì làm sao? Đứa nào theo cha lên chùa, đứa nào theo mẹ đi nhà thờ, ở thì cho phép chúng tự chọn đức tin, nhưng khi mới sinh ra chưa biết gì thì cha mẹ là người dịu dắt, lúc đó làm lễ rửa tội thì sao? Đã nhận lễ rồi thì dĩ nhiên là con của Chúa, ông bà nội có chịu không? Câu trả lời của ba má tôi là không, cháu nội nhất định phải theo đạo nhà mình. Vậy là anh chị chia tay. Để khỏi gặp gỡ, khỏi sao lòng, chị không đến chùa dạy lớp học tình thương nữa. Người thay thế chị là anh hai. Trước đó, anh chỉ làm những việc công quả cần sức vóc đàn ông. Tới lúc ấy, anh nhận luôn việc dạy học. Bọn trẻ thắc mắc, sao cô không dạy tụi em nữa hả thầy? Anh hai trả lời, tại các em làm cô buồn. Bọn nhóc chẳng hiểu câu trả lời này. Thường ngày đứa nào cũng có nhiều lần nói chuyện trong lớp, không làm bài tập về nhà, rồi cãi nhau chí chóe. Cô giáo buồn là đúng rồi. Anh hai gầy sọp đi, cả nhà tôi thở dài. Bệnh buồn tình chỉ có thầy thuốc thời gian chữa lành mà thôi. Chữa lành thật không, tôi tự hỏi khi thấy anh hai vẫn đi về một mình. Vẫn cười cười nói, nhưng ánh mắt chẳng còn sáng lên lấp lánh. Tai nạn xe cộ bất ngờ cướp đi mạng sống của anh hai. Đám đàn anh chỉ lặng lẽ đến vào buổi tối. Khi khách viếng đã ra về hết, chị lặng lẽ chảy nước mắt trước di ảnh của anh. Nén nhang chị thấp cũng như người, lặng lẽ tỏa làn khói mỏng mà làm cay mắt tất cả. Bà tôi lau nước mắt quay mặt đi, còn má tôi ôm lấy chị mà nức nở, quá muộn màng. Sư thầy nói tục lệ đốt quần áo cho người chết đem theo là mê tín dị đoan, lãng phí. Thay vì vậy, hãy đem làm từ thiện để làm phước. Tôi rủ chị xếp áo quần quanh để đem đi cho. Những ngón tay chị run run vuốt từng nếp phải, như đây mới đúng là lần cuối cùng chị được chạm vào anh. Tôi chọn cá màu xám tro anh hai mặc. Muốn nói chị, hãy đem về giữ cho riêng mình. Nhưng cái đầu tỉnh táo của tôi là nghĩ, nỗi nhớ đã đủ làm khổ chị rồi, tốt nhất là để chị quên anh đi. Tục lệ quê tôi là người vừa nằm xuống sẽ cảm thấy lạnh lẽo, nên hàng ngày sẽ đốt củi sưởi ấm ngôi mộ. Sáng sớm, tôi chở má xuống nghĩa trang, ngang qua cổng, ông bảo vệ hỏi thay lời chào. Con dâu của dì là cô giáo hả? Má tôi chảy nước mắt, nhìn chị và bọn nhỏ lớp tình thương, xúm xích, mỗi đứa một khúc củi xếp lên nhau. Rồi những bàn tay nhỏ bé khum khum, nói nhau che gió cho chị mồi lửa. Tôi và má đứng lại ở xa xa nhìn tới, để cho chị được tự do chăm sóc anh. Má tôi vừa khóc vừa nói, biết vậy thì hồi đó má đã gật đầu, Chúa và Phật đều dạy người ta thiện tâm mà. Không ai biết trước được điều gì, đi biết trước thì chẳng ai nỡ làm đau người khác. Tôi thường nói vậy để an ủi ba má và cũng là tự nói với mình. Tới tận ngày giỗ lần thứ 7 của anh, sáng sớm mang hoa xuống mộ, tôi vẫn gặp chị bên cạnh đống lửa. Lứa học trò ngày đó đã phiêu bạt khắp nơi, chị ngồi một mình. Câu chuyện thứ 5, đêm giao thừa. Mỗi lần khi vợ chồng tôi cãi nhau, tôi đều giận lẫy bỏ đi khỏi nhà. Khi thì bồng con theo, khi thì chỉ đi một mình tay không. Và anh ấy sẽ chạy theo, đến một chỗ vắng vẻ nào đó, níu kéo, năn nỉ, xuống nước xin lỗi. Anh ấy luôn luôn là người nhường nhịn, làm hòa trước. Vậy mà lần này, sau cuộc cãi kịch liệt, lời qua tiếng lại có phần động chạm tự ái của nhau, tôi giận khùng lên, bỏ đi khỏi căn nhà đang ấm cúng. Chẳng còn bao lâu nữa là bước sang năm mới. Vừa đi tôi vừa nhìn chừng lại phía sau, hy vọng anh ấy sẽ đuổi theo. Nhưng không,
không hề thấy bóng anh ấy. Tôi tức giận thêm, khóc tắm tức. Đến một ngã sáu, lèo tèo một vài người thơ thẩn, thỉnh thoảng mới có một chiếc ghe rú ga vù đi qua phố thênh thang. Tôi đứng lại bần thần, nhìn đồng hồ 10 giờ 30. Anh ấy đã không tìm tôi, không mạng kêu tôi về để cùng đón giao thừa với nhau. Bé Mimi của tôi chắc vẫn còn đang ngủ say, còn anh ấy đang làm gì ở nhà? Khôi mấy chai rượu Tết uống giải sầu ư? Tôi băng qua đường, tiến về phía bùng binh trước một siêu thị lớn đã đóng cửa. Nơi ấy, một cô gái đang ngồi ủ rũ một mình. Tôi đang muốn có bạn trong lúc đang rối trí, buồn phiền, để mình trút bỏ tâm sự cho nhẹ nhàng. Biết đâu đầu óc sẽ sáng suốt, lòng thanh thản. Lỗi của tôi hay của anh ấy, hay là lỗi của cả hai, cần phải có một người ngoài cuộc phán xét. Cô gái ngước mắt nhìn tôi, một cô gái mặt hoa da phấn nhợt nhạt, mắt đượm u buồn, tóc tai rũ rượi. Tôi khẽ khàng ngồi xuống cạnh cô gái. Ném ánh mắt nhìn tôi dò xét, cô gái hỏi giọng lạnh lùng cộc lốc. Muốn gì? Ngồi chơi buồn quá. Không có nhà, không có gia đình để về đón giao thừa à? Có chứ, nhưng mới gây lộn với ông xã nên bỏ đi cho khuây khỏa. Một đi không trở lại. Trở lại chứ. Trở lại thì đừng nên bỏ đi, mất công. Tôi chưng hửng. Cô gái làm tôi kinh ngạc. Tự dưng tôi có tình cảm ngay với cô ta. Nhìn cô gái từ mấy lọn tóc đến những móng chân, tôi nhỏ nhẹ. Chị sao ngồi đây, sao chưa chịu về nhà? Không nhà cửa, không chồng con, không bà con dòng họ. Quê nhà thì ở xa quá, tận vùng cao heo hút. Vậy thì về đâu? Vậy à, xin lỗi, chị làm gì ở đâu? Nói thẳng ra là làm đĩ. Tôi đoán không sai, nhưng cách trả lời của cô gái sống sượng quá, phũ phàng quá, làm cho tôi lạnh mình và cũng chạnh lòng. Tôi ngần ngại hỏi, không còn chỗ nào để về ăn Tết thật sao? Chỗ nào, chỉ có nhà trọ, nhà chứa, quanh năm chui nhủi bám víu vào những chỗ ấy mà sống qua ngày. Nhưng bây giờ, tiền hết thì nhà trọ đuổi, nợ nần chưa trả xong, lại thêm tàn tạ héo úa, thì đâu nơi nào chịu chứa nữa. Sao người ta tệ bạc vậy, vắt chanh bỏ vỏ à? Người ta ưu ái cho mấy đứa trẻ măng, mấy đứa tuổi 18 đôi mươi, thậm chí có đứa mới đôi 8. Mình địch không lại tụi nó đâu. Tụi nhỏ bây giờ đông lắm, ở khắp các vùng quê nghèo đổ về phồn hoa đô hộ để hiến thân. Những từ ngữ ấy thật lạ lẫm đối với tôi. Lần đầu tiên tôi nghe được, lại được thốt lên từ một giọng mỉa mai chua chát của cô gái giang hồ, khiến cho tôi thoáng rùng mình kinh sợ. Lại thấy tim mình nho nhói vì một nỗi xót thương cho phận gái trung chuyên giữa dòng đời bát nháo. Tôi bàng hoàng xót xa, cái đau đớn tủi nhục cùng cực của cô gái đã dập tắt những nỗi buồn nhẹ tên, tự ái vật vãnh trong tôi, dập tắt thật nhanh. Tôi quên đi chuyện mình vừa mới xích mích với chồng, chỉ còn biết trước mặt tôi là thân phận bèo dạt mây trôi vô định, mang theo một ước ao bé nhỏ nhưng không hề với tới được. Tôi sờ ngực áo, rút ra mấy tờ giấy bạc Ptolemy còn nằm nguyên từ chiều, trao hết qua tay cô gái, trên 300.000 đồng. Cô gái không chút vui mừng, không vồn vã, cũng không tỏ vẻ bất cần, thản nhiên nhận mấy tờ bạc, chẳng thèm đếm thử xem được bao nhiêu tiền. Cô hỏi, còn chị thì sao đây? Tôi kể sơ qua chuyện của mình. Cô gái cười sằng sặc nói, chị rõ là khùng, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn mà bỏ đi khỏi tổ ấm gia đình của mình đang đầy ắp hạnh phúc. Chị hãy biết quý trọng những gì đang có được, chứ đừng làm hao hụt uổng. Tôi trùng mình tỉnh ngộ. Cô gái cười méo máu nói tiếp, tôi cả đời cứ ước mơ có được tấm chồng, một mái ấm nghèo nát cũng được, rồi có đứa con, vợ chồng có với nhau trong đói khổ cũng vui. Hạnh phúc nhỏ nhoi, ước mơ nhỏ bé, vậy mà sao cứ ở mãi trong chiêm bao mộng mị, không bao giờ nắm bắt được. Tôi đứng dậy, tôi phải về ngay. Cô gái vẫn tiếp tục, ngay từ giây phút này đây, tôi chỉ mong ước có một điều. Tôi khựng lại hỏi, điều gì? Cười chua chát, cô gái thì thào, ước gì trong giờ khắc giao thừa,
cứ một chàng ngớ ngẩn nào đó, xấu xí cũng được, đần độn cũng được, nghèo rách cũng được, nhưng miễn là thương tôi, thích tôi, chịu dìu tôi về nhà, hai đứa sẽ cùng nhau đón giao thừa, ăn ngủ với nhau, qua ba ngày Tết thật vui vẻ, rồi chia tay nhau cũng được. Mà sống luôn với nhau thì càng tốt, quá hạnh phúc cho tôi rồi. Nhưng điều này cũng là chiêm bao thôi. Tôi cảm thấy như vừa bị ai đó xát muối vào ruột gan mình, nhắm mắt lại cho nước mắt rơi ra, rồi bước thật nhanh rời khỏi nơi cô gái ngồi. Tôi băng băng về nhà mình. Anh ấy đã bồng bé Mimi đi đâu rồi? Chắc là anh ấy đang đi tìm tôi, tìm ở hướng ngược lại. Sao không chịu đi ra phố ngã sáu nhỉ? Tôi tức tả băng đi trên đường vắng ngắt, mắt giáo giác ngó xa ngó gần, tìm hình bóng thân quen của chồng con. Đã sắp đến giờ đón giao thừa rồi. Tôi bắt đầu bước như chạy ngược trở lại phố ngã sáu có bùng binh vòng xuyến. Phố im ắng, bùng binh trơ trọi, cô gái đã đi rồi. Tôi ngơ ngác giữa phố khuya vào đêm cuối năm, bắt đầu tự chửi rủa mình. Chợt, từ xa, một chiếc xích lô đang chở khách phóng lại. Xích lô kháng kích một bên tôi. Tôi trốn mắt nhìn lên, nhận ra người ngồi trên xe là cô gái khi nãy. Cô gái vui vẻ ra mặt, giọng nói giờ cũng đầy sinh khí hỏi: sao chưa chị về nhà mà còn đứng ở đây sớ rớ làm gì hả bà? Tôi ngạc nhiên, nhìn cô gái rồi nhìn anh xích lô nói: về rồi, nhưng anh ấy bồng con đi đâu mất tiêu. Đi tìm chị chứ đi đâu. Mới thấy có một ông bồng con đi lên đi xuống hớt ha hớt hải ở dưới dốc kia kìa. Chắc là anh ấy rồi. Về lẹ đi, lẹ đi. Tôi mừng quá, định bước đi, nhưng chợt nhớ lại hỏi: chị bây giờ định đi đâu? Đi về nhà ảnh, đón giao thừa với ảnh. Tôi nhìn anh xích lô bằng ánh mắt nghi ngại, nói tỉnh: coi chừng vợ người ta đánh ghen thì mất ăn Tết đó. Anh xích lô cười ha hả giữa khuya vắng, nói giọng oan oan: đừng lo, tôi độc thân, chưa có vợ con gì, cũng chẳng có nhà cửa, cũng là dân bụi, sống rà đây mai đó thôi. Vậy bây giờ anh chở chị ấy đi đâu? Về vỉa hè, tổ ấm tạm bợ của tôi, đón giao thừa, hai đứa, ăn Tết có cặp có đôi thì chắc là vui hơn một mình rồi. Cô gái cười hồn nhiên, nheo mắt với tôi, nói rỗng rãng: ước gì được nấy rồi, còn gì sướng bằng, thôi đi ngang, chị về lẹ đi. Tôi ngẩn người, chiếc xích lô lăn bánh đi, chở theo một người bạn mới quen của tôi chạy về một nơi chốn nào đó thật mơ hồ. Nhưng có điều không mơ hồ chút nào, thấy rất rõ là niềm hân hoan hớn hở đang tràn đầy và sáng rực trên nét mặt của cô gái giang hồ và cả anh chàng đạp xích lô đen đủi xấu xí. Tôi đứng dõi mắt trông theo, thầm cầu chúc cho họ tận hưởng được không chỉ là giờ phút hay ngày tháng, mà là những năm về sau này thật sự hạnh phúc, cho dù là hạnh phúc đơn sơ nhỏ bé. Chiếc xích lô khuất hẳn sau khúc quanh, tôi trở về với chính mình và tôi đi như chạy bằng đôi chân hỏng đất về hướng con dốc chạy xuống chợ. Chưa bao giờ tôi thèm khát nhào đến ôm chầm lấy chồng và con mình như trong giây phút này.